Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Hôm nay mình và Vlax cùng nhau làm theo những bí mật của các bạn fan gửi mình dưới phần bình luận để xem con nó có thật sự hoạt động hay không nha. Ủa em đang làm gì vậy Vlax? Sao em giờ hán lên làm gì vậy? Ủa? Có nè hả? À, thì đến với bí mật đầu tiên, đó chính là chúng ta có thể sử dụng trái bottle để teleport đi khi mà đang 1v1 ở đây. Em vô thử coi Phúc. Ok ok. Rồi 3, 2, 1. Rồi thì theo lời bạn này nói thì chúng ta có thể sử dụng chiêu C trái bottle để TP chỗ khác trong lúc đang PvP, để xem coi là phải hay không nha. Anh sẽ TP về Total Mansion. Let's go. Ôi, ồ, nó kết thúc chiến đấu luôn kìa. Wow, vậy là mà gặn, nếu mà mình cần cái full cái mình TP ra chỗ khác là đâu có bị tính là thua đâu. Ờ, vậy là quê. Đúng rồi, quê. À, vậy là cái này cũng hoạt động nha, cũng hay á. Và đến với bí mật thứ hai đó chính là khi mà chúng ta bật dạng human lên thì có thể ăn được trái quỷ khác. 100% em thấy là giả luôn rồi đó. Nhưng mà cái này là ăn trái quỷ á, chứ không phải là lấy trái quỷ khác ra. Từ từ vậy để thử nha, biến hình dạng human nè. Rồi và lấy trái quỷ ra ha. Ok, bây giờ mình sẽ thử ăn trái dragon luôn nha các bạn. Ăn. Disable your transformation first. Vậy là cái này là phát rồi. Thấy không, em nói ngay từ đầu rồi. Ừ ha, tại anh nghĩ giống như trái kình cho nó, lúc mà bật cái vòng lên thì tụi mình có thể ăn trái quỷ khác được, em biết không? Thôi các bạn ơi, vậy là cái này là phát rồi nha. Tại vì mình tưởng là giống như trái kình cho vậy nè, thấy không? Khi mà bật vòng á, chúng ta có thể ăn được trái quỷ khác, và vừa xài trái kình cho mà vừa xài trái cát luôn. Còn trái hung mạnh thì bó tay rồi. Và đến với bí mật thứ ba, đó chính là bạn này nói là chúng ta có thể sử dụng trái bottle để TP mấy con quái. Làm nữa. Ê mà anh không đổi qua trái kinh cho anh được, tại cái dòng của cái room này vẫn còn. Ôi anh không đổi qua trái khác được nữa hả? Anh không đổi qua trái bottle được nè. Trời đất ơi. Đâu để thử cái này nha. Sử dụng trái bottle để TP con quái, để xem coi nó có thật sự TP theo mình không nha. Này nè, dưới theo tao TP qua boss town, let's go. Ủa? Không có TP ha nha. Ê, không lẽ là bạn đó dụ mình ta, sao được? Để mình thử làm lại bung để mình coi con quái có TP hay mình không nha. Vô đây, vô. Ủa, nó không vô hả? Sao vô được? Vô, trời, vậy là bị dụ thiệt rồi. Vậy cái này là phát nha các bạn. Em dùng chiêu C rồi, anh dùng chiêu Z cho cái cổng của em, có khi anh sẽ đem nó heo qua TP được luôn. Ok, hiểu rồi. Đây. Hay. Ôi không được hả? Không được luôn. Ok, thì cái hồi nãy không làm được, nên là bây giờ chúng ta đến với cái tiếp theo, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng chiêu C của trái bottle lên người xài trái human thì nó sẽ tạo cái lỗi gì đó khá là bá đạo. Vậy muốn em xài trái human hay là anh xài? Em xài trái human cho em chịu những cái gắt gói với anh cho. Ờ à, em biết human đây. Ờ à, bây giờ mình sẽ TP với đắt nha các bạn. Total mansion, let's go. Đó, có bị lỗi không? Let's go, em không được TP luôn. Ủa gì kỳ ta, để xem coi nha. Đâu em sao? Ủa là lỗi gì ta? À lỗi. Anh biết cái lỗi này là gì Phúc ơi? Em ghét chân vô cái tường ơi. Em đứng đây em ghét cái chân vô cái tường ơi. Wow, với đắt đang đái bậy nữa các bạn. À, em không có là anh kêu mình mà. Sao em dơ chân được vậy? Cái này em phải chỉ các bạn fan á. Rồi, thì đi ra đây nè Phúc. Em nhớ cái bữa trước mà anh nói là chúng ta random cùng lúc thì nó sẽ ra được hai trái quỷ giống nhau không? Rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi làm lại thêm một lần nha, để xem coi bí mật này có phải là thiệt hay là không. Nghĩ lần trước là trùng hợp thôi. Ôi, cái này có khá là nhiều bạn thắc mắc đó nha, nên bây giờ tụi mình làm lại thử cái này. Em đếm nha. 2, 3. Ok, random. Rồi, cái gì? Rồi. Trái quay. Ôi, anh trái chớp. Là giống chưa? Thế giống nhau. Ôi, vậy không lẽ cái bí mật này là phát luôn hả? Không thể nào các bạn ơi. Ê, sao mày lại nữa rồi phải không? bí mật đó là giả đó. Mà nếu mà không tin thì để các bạn fan thử đi, rồi các bạn comment coi phải thiệt không. Ừ, chứ nãy mình quay á, mình cảm thấy mình quay chậm á các bạn. Ok, và đến với bí mật tiếp theo. Vãi cái chỗ em làm như vậy đó. What the hell? Em làm sao em chỉ cho bạn fan ơi. Này là kiểu con người của em, bản chất của em là vậy đó, nó cứ ngẫu nhiên vậy thôi à. Ơi, à, vì đắt nó giấu các bạn ơi, giấu nghề nó không muốn chỉ các bạn ơi. Thì như các bạn đã biết, khi mà chúng ta sử dụng trái human và nhảy xuống nước, đương nhiên là chúng ta sẽ không bị mất máu đúng không? Tuy nhiên thì em tin là anh vẫn có cách để làm trái human mất máu khi đang bơi không? Sao được, trái human cao hơn mặt nước biển mà sao mất máu được. Nè, coi nè, bí mật này đó chính là khi mà em đang ở trong cái tư thế bơi mà biến hình human thì em vẫn sẽ mất máu luôn. Đó, biến hình và ủa nhưng mà sao bơi, anh thử hết mọi cách luôn. Trời đó ơi. Không bơi được bởi vì em nói rồi, trái hung mình đâu có chết bơi nước được. Ôi vậy là cái này cũng là phát luôn hả? Đúng rồi, mấy bạn fan cái này chôn mình hay sao á. Mày ôi ôi gì vậy?
Ôi thì ra là đã chìm xuống nước hả, hết hồn tưởng làm lỡ bung gì chứ. Yes, thì cuối cùng mình đã làm được rồi, mặc dù cái này là phát nhưng mà ý là mình vẫn có thể làm được. Hey, mong cái tiếp theo không phải là phát nữa nha các bạn. Thì như chúng ta đã được biết, khi chết quỷ mà thả xuống biển thì nó sẽ biến mất vĩnh viễn luôn đúng không? À đó, thả xuống biển và ấy mình giả không? Ê được chết quỷ miễn phí nè các bạn, what the hell. Ê, tuy nhiên có một bạn fan đã comment ở bên dưới, đó chính là khi mà chúng ta thả chết quỷ xuống lava thì nó sẽ không bao giờ biến mất. Nên là muốn biết được sự thật này thì chúng ta phải thử mới biết được. Ok, qua lava nào, let's go. Ây da. Ê, coi chừng em hút, đào á. Em miễn nhiễm với lava mà. Ôi ghê vậy, người da đen đó, sức mạnh đó hả? Rồi, để thử xem coi là trái quỷ này khi mà tiếp xúc với lava nó có bay màu giống V-Duck không nha các bạn. 1, 2, 3, bùm. Ồ, vậy là cái này là chuẩn hả? Trái quỷ sẽ không biến mất khi thả với lava. Em nghĩ nó sẽ biến mất khi dục trên lava. Ok, vậy bí mật này là real nha các bạn. Đến với bí mật tiếp theo, đó chính là bạn này nói là khi mà chúng ta sử dụng trái Falcon và biến hình trái human thêm một cái nữa thì chúng ta sẽ được mọc lông nách. Nghe kỳ kỳ ta. Nhưng mà lỡ rồi nên là tụi mình vẫn phải thử thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng trái Falcon và mọc cánh ra. Tiếp theo sẽ là trái human. Từ nha, để mình biến hình trái human cái nè. Biến hình human và ấy, anh mọc lông nách thiệt nè. Đi đâu. What the hell. Ơi, em tưởng cái này là cái nghe giả nhất trong những cái nãy giờ mình làm luôn mà nó là có thiệt. Ôi vậy là mình mọc lông nách thiệt á ta. Thậm chí là con leo bát của mình nó còn mọc cánh nữa nè. Vậy là cái này có thiệt nha các bạn. Real 100%. Và đến với một cái bí mật tiếp theo nữa, đó chính là khi mà các bạn đăng ký kênh của anh Crazy Lên thì các bạn có thể random được những trái quỷ siêu xịn luôn 100% no cap. Chuẩn không phải đắt à? Chuẩn 100% rồi, chắc quỷ xịn luôn. Nên là các bạn đừng ngần ngại mà kéo xuống dưới like và đăng ký cho mình nha. Còn với đắt thì các bạn đừng để ý làm cho trơn á, kể đi. Và đối với bí mật tiếp theo thì bạn này nói khi mà chúng ta sử dụng trái Venom và biến hình lên thì nó sẽ gây đam độc ở xung quanh nữa. Kiểu như mấy trái human hay là trái Yamamoto đó, khi mà biến hình lên thì nó sẽ gây ra một cái lượng đam cực kỳ lớn xung quanh luôn. Nhưng mà trái Venom thì mình không biết có gây ra đam nữa. Em đoán thôi, nó có gây ra đam không? Em á nha, em là chùm men Venom á thì em chắc chắn này là giả. Nghe cũng hợp lý mà ta, từ đến biến hình thử nha. Biến hình Venom. Hay chưa. Ơi, Venom cũng có lông nách kìa. Ủa mà sao là giả ta, nghe cũng real vậy. À nhưng mà Venom khi mà nhảy xuống thì nó gây đam kìa. Nó tạo ra những dung độc thôi chứ nó không gây đam trực tiếp đâu. Ôi gì chứ Venom biến hình yếu vậy. Nè coi chấm 21 rồi nè, thấy không? Biến hình cái là mày. Nó phải quấn luôn á. Vậy mà chế Venom không làm được gì hết các bạn ơi. Thôi thì do trái Venom quá phế nên là bây giờ chúng ta sẽ đến với bí mật của trái Leopard nha các bạn. Thì như các bạn biết đó, số lượt nhảy trung bình của chúng ta đó chính là 11 cái đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 là hết rồi, hết nhảy được. Tuy nhiên bạn này đã comment đó chính là khi mà chúng ta kết hợp với chiêu X của trái Leopard khi mà nhảy á thì chúng ta có thể nhảy vô tận luôn. Cái này nghe có vẻ hơi vô lý dữ nữa nè. Nhưng mà thôi kệ, anh sẽ làm thử nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và xài chiêu X nhảy lên. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ui, anh nhảy thêm được 12 cái luôn nè. Theo bình thường người, con người bình thường nó có ai nhảy liên tục như được. Lucy trong One Piece em biết không? Nó có cái ghép bô vĩnh cửu mà. Phải không? Vậy là do Lovefoot nó muốn tạo cái game giống One Piece các bạn ơi, nên là con Leopard này có thể sử dụng ghép bô nhiều lần. Này là gọi là tính năng ẩn á. Bí mật đúng bí rồi, mật. Tính năng chứ không phải loại bút. Chuẩn luôn. Vậy là cái này là có thật 100% nha các bạn và khá là hữu dụng nữa. À nhưng mà em có bao giờ nghe tới việc mà sử dụng chiêu trong Save Zone được chưa? Cái đó thì sao làm được? Save Zone là đâu có làm được gì đó. Bây giờ em vô Save Zone rồi em sai chơi lớp, em chịu hồi thằng bạn em ra đi. Rồi. Rồi, chị hỏi ở đây. Đó. Ôi, anh luôn hả? What the hell? Từ từ, bây giờ em tin anh có thể xài chiêu dách lên người của con này không? Con này nha. Mày! Đó. Ôi, nhưng mà nó đâu có chết. Nhưng mà xài chiêu được trong Save Zone á. Ghê không? Dạ nha. Ok, và mình sẽ test lên người chiếc gót luôn nha các bạn. Để xem coi là có... Ôi, làm được luôn kìa. Oh my god. Vậy là việc chúng ta có thể sử dụng chiêu lên người khác trong Save Zone là hoàn toàn 100% có thể làm được nha các bạn. Thì đang ở C2 này, em biết cái gì nổi tiếng chứ không? Cái gì nổi tiếng với C2? Combo dìm lava. Đúng rồi ha. Nhưng mà có một cái bí mật đó chính là khi mà em á bị TB ở chỗ lava đúng không? Em chỉ cần đứng yên, không làm gì hết là em sẽ không bị mất máu. Nhưng mà đứng yên là bị nó đánh chết luôn mà. Bye bye. Ví dụ các bạn ơi, ví dụ. Nhưng mà cái bí mật này là hoàn toàn có thiệt nha. Đó chính là khi mà chúng ta đứng ở đây á là sẽ không bị mất máu. Đứng yên đó nha, là không bị mất máu. Ôi, gì vậy? Xài chiêu ít
cũng bị mất máu ở là ba nữa hả. Và đối với bí mật tiếp theo đó chính là các bạn không thể nào nhặt gương được nếu mà đang ở trong hình dạng của Human V2. Em tin không Phúc? Không. Để ủa, tin là tin hay không? Em nghĩ là em quyết định lại, em không tin. Ok nè, bình thường nè, chúng ta nhặt gương được đúng không, hoàn toàn bình thường luôn, khá là đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta biến hình Human V2 thì mặc dù các bạn rất là bự và rất là dễ đụng vô cái gương, nhưng mà các bạn không thể nào nhặt được gương, các bạn thấy không, mình không thể nào đụng vô cái gương luôn nè. Nhưng mà để dễ thấy hơn á thì đi vô đây đi nè, biến hình trong khung này luôn, thấy không, quá trời gương luôn nè. Nhưng mà không nhặt được nha, không nhặt được gương nè, mình cố gắng chạm cái nào. Anh béo quá hay sao á? À hay. Lý do là gì vậy Blackfoot, tại sao không cho Human V2 nhặt gương? Ê V2 nhặt hết gương của mình ơi, đừng. Anh không nhặt được thì em nhặt giùm cho. Thật ra là em đã bị lừa đó Phúc, đây chính là căn hầm nhốt loli của anh. Ôi sao ra được vậy, mày đứng lại. Nói chung thì cái bí mật này nó là real 100% nha các bạn. Mình không biết tại sao mà Human V2 nó bị kỳ thị cho nên không cho nhặt gương. Nhưng mà thôi, đó chính là tất cả những bí mật trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn còn bí mật nào nữa thì hãy nhớ comment bên dưới nha. Và đừng comment mấy cái bí mật sai nữa nha, nãy giờ mình thấy mình làm hơi nhiều bí mật bị sai rồi đó. Còn bây giờ thì các bạn nhớ kéo xuống dưới đăng ký và like cho video này nha. Bye bye.